Em trai mình đang học rất kém môn toán, thi thử 2 lần đều dưới trung bình. Bên cạnh đó còn hơi lười nhác và chậm hiểu. Vậy mình rất mong tìm được gia sư có thể dạy kèm cho em trai mình. Chị đăng cái này lên Facebook vậy à? Thì chị tìm gia sư cho em mà. Sao chị lại viết là em học lười với cả học dốt à? Mấy đứa bạn em biết cười hay sao? Thì em học kém với đời học thật mà. Chị chưa nghe câu tốt khoe xấu trẻ à, cái gì xấu chị nên giấu đi chứ. Cái gì chị cũng kể ra, em cũng xấu hổ đấy ạ à? Dạ vâng ạ. À, như con vừa chia sẻ với thầy câu chuyện của hai chị em con ấy ạ. Thì đợt gần đây thì con cũng cảm thấy khá là suy nghĩ. Không biết là con làm như vậy thì có quá đáng quá không ạ? Về cá nhân, nếu mà chúng ta bị người khác chê bai xong rồi là công bố với tất cả mọi người thì với cá nhân chị thì chị cảm thấy như thế nào? Con cũng phải thú thật là con cũng thấy hơi hơi khó chịu một chút ạ. Con người ta thì thông thường thích được mọi người khen ngợi, thích được mọi người tán thán, không không thích mọi người chê bai. Nếu mà chúng ta bị người khác chê, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Thế cho nên là với cái câu chuyện này thì chúng ta nên giấu cái điều chưa tốt của người khác, khen ngợi cái điều tốt của người khác. Thế cho nên là trong dân gian mới có cái câu gọi là ẩn ác dương thiện. Trong cái vấn đề này thì cần bàn thêm, thì mời chị uống nước ấy. Không có gì thì chúng ta sẽ bàn tiếp về cái lĩnh vực này ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, Cảm vâng, ơn con chị mời uống thầy nước. ạ. Vâng ạ, vâng. Dạ vâng thưa thầy, chúng con ở ngoài đời thì cũng hay nói là tốt khoe xấu che. Trong dân gian thì có câu là ẩn ác dương thiện. Không biết là trong Phật giáo thì có đồng tình với quan điểm này hay không ạ? Trong Sa Di luật ấy thì cũng có nói đến cái câu gọi là ẩn ác và dương thiện. Thế còn quan điểm của nhà Phật có cái câu gọi là tăng tán tăng thì Phật pháp được hưng thịnh, tăng mà báng tăng hay là tăng mà hủy tăng ấy thì Phật pháp thì suy vong. Theo như con hiểu nôm na theo cái nghĩa đen ấy, tốt khoe xấu che có nghĩa là những cái gì mà tốt đẹp thì mình cứ khoe hết ra, còn cái gì mà nó chưa tốt thì mình nên giấu đi. Thì hiểu như vậy thì đã đúng chưa ạ? Đã là con người thì không ai không có cái ưu điểm và nhược điểm, cũng có những lúc thì mình cũng cần phải khen ngợi, có thể là khen ngợi ngay bản thân mình để cho những người xung quanh người ta cũng thấy là đấy là cái việc đáng học thì cũng là điều tốt. Thế còn lại những cái tật xấu của mình cũng có thể đối với những người thân thiết thì mình cũng nên chia sẻ, nhờ người khác người ta khuyên mình và người ta nhắc mình những cái tật xấu. Nhưng mà thường thường thì tìm được những người bạn thân, bạn tri kỷ thì người ta mới chia sẻ thực sự. Thế cho nên là thầy nghĩ là cũng tùy theo cái môi trường để cho mình đưa ra những cái điều tốt hoặc là những cái điều chưa tốt của mình để cho nó hợp lý ạ. Dẫu biết là cái việc tốt khoe xấu che thì cũng rất là có lý. Thế nhưng mà trong trường hợp của em trai con ấy ạ, nếu như bây giờ con không nói về tình hình học tập của em ấy, có thể là cũng sẽ không tìm được cái người gia sư mà có thể là kèm cặp được cho em đấy để em ấy tốt hơn. Vậy thì trong trường hợp này thì con nên làm như thế nào ạ? Quan điểm của thầy thì trong cái lời lẽ đấy thì mình cũng có thể mình nhắc cái điều là em vì có 2 lần thi nhưng mà chưa đạt được kết quả như mong muốn, là mình tìm nhờ các vị gia sư để làm sao dạy học để em đến học kỳ sau để thi được cái kết quả tốt hơn. Thế còn lại thì bây giờ ví dụ mình nói là em mình nó lười lắm, một người người ta có cái tâm vững chãi thì không sao, nhưng mà có những người em mà người ta cảm thấy coi như làm tổn thương người ta, xấu hổ với bạn bè. Thế cho nên là thầy nghĩ là nếu như có thể những cái chưa tốt của em mình thì mình nói riêng với người gia sư, nhờ những vị gia sư đấy trong cái quá trình dạy dỗ nhắc nhở thêm. Như vậy thì thầy nghĩ là nó sẽ tế nhị hơn. Dạ, nói Vâng. đến cái vấn đề Vâng. xấu che ấy ạ, thì con có một cái ví dụ như thế này ạ. Có một cái quán ăn không đảm bảo được cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái việc đó thì mình có nên che không ạ? Tại vì là nếu như mà mình giấu đi thì những khách hàng sẽ đến ăn và sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Những lúc như thế này thì con nghĩ là chúng ta cần phải tích cực lên án và phê phán. Phải chăng là cái việc xấu che nó không còn phù hợp với lại cuộc sống hiện tại nữa ạ? Thực ra thì nó luôn luôn là phù hợp ạ. Nhưng mà với cái vấn đề mà chị vừa mới đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn đấy, trong cuộc sống thì không những là chỉ có cái câu chuyện về cái quán ăn mà còn nhiều việc khác, thì cũng không phải là việc gì mình cũng che giấu cả. Mà nếu mà làm như vậy sẽ làm xấu đi cái hình ảnh của xã hội.
người ta không biết đằng nào mà để mà người ta cảnh tỉnh. Nếu mà mình biết mà mình không lên án và mình không nhắc nhở họ thì người ta lần sau người ta sẽ lại tiếp tục người ta làm như thế. Thì thầy nghĩ là những quán ăn và những cái việc làm chưa tốt ở trong xã hội thì mình cũng cần phải lên án. Và lên án như vậy thì để cho người ta rút kinh nghiệm. Và có rút kinh nghiệm thì lần sau thì người ta mới làm có thể tốt hơn được ạ. Dạ, vậy có nghĩa là chúng ta vẫn cần phải lên án. Đúng. Nhưng khi mà họ thực sự thay đổi, họ thực sự là cải thiện cái chất lượng đồ ăn của mình thì chúng ta cũng phải tuyên dương chứ đúng không ạ? À vâng, đúng rồi. Hiện nay thì mạng xã hội đang phát triển rất là mạnh. Chỉ cần một thông tin đăng lên mạng xã hội thôi là tất cả mọi người cùng biết rồi. Cũng chính vì vậy mà có rất là nhiều người quan ngại rằng liệu mà những cái thông tin tiêu cực đăng lên mạng xã hội thì có ảnh hưởng đến mọi người không ạ? Và không biết là những cái người mà họ có sẵn những cái chủng tử bất thiện trong người rồi, khi mà đọc được những cái thông tin tiêu cực đó thì họ có dễ nảy sinh lên những cái hành động ác không ạ? Thầy nghĩ cái mạng xã hội thì đúng là nó có hai mặt. Nói về cái mặt tốt ý, tức là một cái thông tin, một cái việc gì đấy chẳng hạn, không cần phải gọi điện, không cần phải viết báo, nhưng mà người ta có thể xem ngay được, biết ngay được. Còn lại cái việc xấu thì đúng là cái thông tin truyền thông thì khi đưa lên những cái việc như gần đây là chúng ta thấy là ví dụ liên quan đến con cái bất hiếu đối với cha mẹ, hoặc là có những cái mà xã hội người ta không chấp nhận được, thì đúng là khi mà chúng ta đưa lên một cái thông tin như vậy, đối với những người biết sàng lọc thông tin thì thầy nghĩ là cái bản chất của người ta vẫn giữ được. Thế còn lại với những người mà nghĩ cuộc sống mà làm những cái việc như thế là cho là bình thường thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội. Thế cho nên là thầy thiết nghĩ là đúng là khi mà đưa những cái thông tin đấy lên trên đại chúng thì cũng có, nếu như được thì chúng ta sàng lọc. Và hai nữa là thầy cũng khuyên mọi người là nên là chúng ta lựa chọn những cái thông tin. Chúng ta bây giờ thì rất khó là chúng ta không đọc. Như đã đọc thì mình biết đấy để mà mình tránh, để mà mình sửa. Thầy cũng nhớ có một câu ngày xưa các cụ dạy thầy là ác giả vi sư, thiện giả vi sư. Người mà tốt ấy, thì người ta là thầy của mình đấy. Thì để mình học theo, để mình cũng trở thành người tốt. Còn cái người mà chưa tốt ấy, người xấu ấy, mình cũng coi họ đó là thầy của mình, để mà mình cảnh tỉnh, để mà mình sửa. Cũng như thầy vừa chia sẻ thì tất cả những cái thông tin trên mạng bây giờ tốt có, xấu có. Thì tuy nhiên là con nhận thấy một điều là tất cả những cái thông tin mà tiêu cực thì lại càng được nhiều người đón nhận. Và con cũng đang tự hỏi là phải chăng trong cái thời kỳ mạt pháp này thì cái việc ẩn ác rất là khó, và phải chăng là nhân chi sơ tính bản ác nên là con người mới dễ tiếp cận với những cái vấn đề tiêu cực như vậy ạ? Xưa thì cũng cứ hay nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta thì vốn có cái chắc ẩn chi tâm, đó là cái mầm mống thiện. Thế nhưng mà đúng cái mầm mống ác, cái mầm mống xấu thì nó cũng luôn luôn tồn tại ở trong cái con người ta. Đấy. Và thường thường ấy là chúng ta là hay ít khi mà thấy cái nỗi của mình, mà chúng ta thường ấy là chúng ta hay nhìn và hay thấy cái điều lỗi của người khác nhiều hơn. Thế cho nên là những cái thông tin mà xấu như vậy là dễ gây cái sự chú ý đối với mọi người hơn. Nhưng mà thông thường thì thầy nghĩ là đã là bản ác hay là bản thiện thì đúng là một con người thì cũng khó mà tránh được. Thế nhưng mà trong mỗi lúc người ta có thể là người ta chưa tốt đấy thì mình cũng mở cho người ta một cái con đường để người ta hướng thiện, để cho người ta sửa đổi. Thì tốt hơn là chúng ta ném đá, người ta đã rơi xuống giếng rồi, mà ném thêm đá nữa thì người ta lại càng khổ hơn. Cũng xin chia sẻ với thầy là con cũng có một người bạn thích làm các công việc tình nguyện. Ngày nào bạn ấy cũng chụp ảnh rồi livestream để up lên Facebook và để khoe với tất cả mọi người là bạn ấy đã làm được những hành động này, hành động này. Không chỉ có vậy mà khi mà giúp được một ai đó thì bạn ấy cũng tự hào và đi khoe rằng là ơ nhờ có tôi mà chị ấy mới được thế nọ thế kia. Và đôi lúc thì chúng con cũng cảm thấy hơi phiền phức một chút. Không biết là trong trường hợp này thì đây có phải là một cách mà bạn ấy đang dương thiện không ạ? Nếu mà chúng ta làm được nhiều việc tốt thì cũng tốt cho bản thân cũng như là tốt cho toàn xã hội. Nhưng mà nếu mà chúng ta ca ngợi quá, đi đâu cũng nhắc là nhờ tôi mà được thế này, nhờ tôi mà được thế kia chẳng hạn đấy, thì chúng ta lại có một cái gì đấy nó tự cao, cho rằng là chỉ có mình mới làm được, người khác người ta không làm được. Thực ra thầy nghĩ trong xã hội thì có rất nhiều người làm từ thiện. Thế nhưng mà có những người thì người ta cũng không cần phải khen, người ta cũng không cần phải nhắc nhiều.
tất nhiên trong một cái không gian, trong một cái hội chúng mà phù hợp thì người ta cũng có thể người ta đưa ra những lời khuyến hóa, mong mọi người cùng chung tay chung sức. Thì còn lại thì đúng là cái khen, nhưng mà thầy nghĩ là nó vừa phải. Chứ không phải là lúc nào mình cũng đi đâu gặp ai mình cũng nói rồi mình cứ nên truyền thông suốt, thì đúng là cũng có thể là gây cho người khác, người ta có một cái chút gì đấy phản cảm, người ta cảm thấy khó chịu và người ta cho rằng cái bạn đấy thì hơi có một cái người ta gọi là cầu danh. Vậy thì phải chăng là những cái việc tốt của mình thì mình không nên khoe, còn những cái việc tốt của người khác thì mình mới nên khoe, thì như thế thì mới không bị cho là mình đang bị tự mãn, đúng không ạ? Trước ông thầy đi họp có hòa thượng trưởng ban Phật giáo Hà Nội cũng có nói một cái câu là 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Đấy, có cái câu nói mà thầy ngẫm rất hay. Tất nhiên trong cuộc sống chị ạ, thì thấy người khác người ta làm được việc tốt thì mình cũng nên khen người ta để khích lệ. Nhờ cái khích lệ đấy thì người ta làm tốt hơn. Nhưng mà cái khen ý, như nãy thầy nói nó cũng ở mức độ vừa phải. Chứ không có khen người ta gọi là khen mà đi lịnh bợ thì lại không hay. Thế còn lại việc tốt của mình thì thầy nghĩ là trong cuộc sống thì chúng ta cũng nên là chúng ta khiêm tốn một chút. Tất nhiên là cũng có lúc chúng ta cần chia sẻ. Ví dụ như là bây giờ mình đi xin việc chẳng hạn. Mình bảo là bây giờ chẳng hạn là tôi dốt lắm, tôi kém lắm thì không ai nhận mình cả. Đấy, cho nên là nhiều khi nó cũng phải khen mình, nhưng mà thầy nghĩ là khen ở mức độ vừa phải và khen nó đúng với cái trình độ và cái thực lực của mình. Có ý kiến cho rằng là nếu như mà chúng ta tán thán và khen ngợi người khác thì sẽ rất là dễ khiến họ bị trở nên tự mãn. Còn nếu như mà chê bai người khác khi mà họ chưa đủ cảnh giới để họ tiếp nhận thì họ sẽ sinh ra cái tâm sân hận. Vậy thì phải chăng là dù tốt hay là dù xấu thì mình cũng nên ẩn đi để tránh tạo những ác duyên với mọi người xung quanh ạ? Đúng là trong cuộc sống thì mình thấy cái việc tốt của người khác và mình tán dương, mình khen ngợi của người ta. Nhưng mà nó cũng ở mức độ vừa phải. Đấy, còn đâu nếu mà mình thấy người ta tự mãn chẳng hạn, nếu như người bạn thân của mình thì mình cũng nên góp ý. Thế còn lại nếu mà mình chê người khác chẳng hạn, làm cho người ta rồi hận thù mình hoặc người ta có cái ấn tượng không tốt với mình, thì thầy nghĩ đúng là mình có thể 1-2 lần mình nhắc nhở. Đây cái này bạn làm là chưa được, phải rút kinh nghiệm. Còn đến 3-4-5 lần mà người ta nghĩ là người ta không cần mình thì mình cũng phải tùy duyên ạ. Cũng có quan điểm cho rằng là đã là con người thì sẽ có những mặt tốt và mặt xấu. Nếu như mà chúng ta cứ khoe khoang những điểm tốt của mình và những tính ác thì lại ẩn đi thì nó sẽ có phần hơi giả tạo. Quan điểm của thầy về vấn đề này là như thế nào ạ? Tất nhiên là trong cuộc sống thì nếu mà điều xấu cái gì chúng ta cũng giấu hết đi. Làm như vậy thì mình cũng cảm thấy là suốt ngày mình đi giấu giếm, suốt ngày mình đi mình cảm thấy tâm của mình cũng không yên. Cái xấu thì chúng ta không sửa được. Khi cái xấu nó không sửa được thì sẽ trở thành một cái con người dần dần càng ngày nó càng bị xã hội người ta đào thải. Thế còn lại cái mặt tốt mình hoặc là người khác là cũng nên khen ngợi những người xung quanh nếu như thực sự người ta làm tốt. Con rất là mong thầy có thể cho con một lời khuyên là chúng ta nên sống ẩn ác như thế nào và dương thiện như thế nào cho đúng chánh pháp và có thể hài hòa được các mối quan hệ xung quanh ạ. Nhà Phật cũng luôn luôn là có cái việc gọi là tán thán, khen ngợi những người xung quanh của chúng ta, từ trong chùa đến các Phật tử rồi đến nhân dân, tán dương người ta để khích lệ người ta. Còn lại những người xung quanh của mình mà chưa tốt thì chúng ta cũng nựa lời để mà chúng ta khuyên bảo, nhắc nhở. Và nếu như bản thân mình thì ví dụ như được người khác người ta khen ngợi chẳng hạn thì mình cũng cảm ơn mọi người đã khen ngợi. Mình hứa là lần sau nếu có cơ hội thì mình sẽ làm tốt hơn. Thế còn đâu nghe những người khác người ta góp ý về những cái chưa hoàn thiện của mình thì mình cũng cảm ơn người ta, lần sau thì sẽ cố gắng để mình khắc phục. Đấy, thầy nghĩ là như vậy thì nó tốt hơn trong cuộc sống của mình ạ. Con rất là cảm ơn thầy về buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật ạ.